Thị trường căn hộ chung cư Hà Nội đang mở rộng ra ngoài phạm vi khu vực trung tâm. Đây là một trong những nhận định đáng chú ý của CBRE tại báo cáo thị trường bất động sản 9 tháng vừa được công bố sáng hôm nay. Theo CBRE, 9 tháng đầu năm Hà Nội có 26.800 căn hộ chung cư mở bán mới, cao hơn 37% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thay vì khu vực trung tâm, các dự án tại huyện Thanh Trì, huyện Hoài Đức chiếm tỷ trọng khá cao. CBRE nhận định nếu như năm 2018 các dự án thường nằm cách trung tâm 10 km thì năm nay các dự án đã xa trung tâm hơn từ 10 cho đến 13 km với mức giá trung bình tương đối ổn định. Về giá bán, căn hộ tại Hà Nội thì có xu hướng tăng nhẹ, giá bán trung bình trên 1.337 đô la một mét vuông, tương đương với 30.700.000 đồng một mét vuông, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Và từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ còn 7.000 căn hộ mở bán mới, đưa tổng nguồn cung căn hộ chung cư năm 2019 lên con số 33.000 căn, cao hơn 9% so với năm 2018. Giá bán sẽ còn tăng nhẹ lên mức 1.360 đô la một mét vuông, tương đương 31.200.000 đồng một mét vuông. Tỷ lệ bán hàng thành công được dự báo ở mức từ 85 đến 90% số căn hộ mở bán trong năm 2019.